Đây cả nhà mình thêm 12 cái sắt nữa đây. Nhà mình lên trễ rồi sắt nó vô tới rồi mình mới lên trả tiền đó nha. Quá trời sắt luôn. Cái kệ bậc thang cái nhà mình chạy như là hết 25 với 12 là 37 cây. Nếu mà đừng có kệ bậc thang là đỡ được 37 cây sắt. Rồi mình sẽ quay cho cả nhà mình xem cái kệ của các bé ha. Ở cả nhà mình thấy ha, từng dưới từng trên. Ở dưới đất này nè, nhảy lên từng này ha. Từng này rồi lên đây nằm, có thể là chui trong đây nằm luôn nha cả nhà mình. Rồi lên đây là mới nhảy lên đây mới đứng ra dòm nó cửa sổ ha. Nhưng mà mình cũng nói cả nhà mình đó là mình mua gạch đó là gạch là tùm lum màu. Có gạch tùm lum màu bên đây nè mà vô kho mua không có đủ luôn. Đâm ra buộc lòng phải mua gạch thêm gạch chánh phẩm nữa. Nè, gạch tùm lum màu nè cả nhà mình. Vô kho mua rồi đó nhưng mà số lượng không đủ. Và phải chịu khó mua thêm gạch chánh phẩm là nó giá nó gấp đôi. Cả nhà mình thông cảm ha. Chị Phùng Thị Cúc cũng thông cảm, tại vì em cũng vô kho em mua rồi mà không có đủ gạch mà kiểu như thứ phẩm mà để gạch dạt ra để cho nó rẻ tiền á, không đủ. Đâm ra buộc lòng em phải mua phân nửa này phân nửa kia. Cái gạch này thì nó chánh phẩm nó mắc tiền hơn cái gạch thứ này tùm lum á, gấp đôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa. Nếu như mà mua cái gạch này á mà gạch kêu bằng gạch gạch nhám á thì nó giá nó còn cao hơn gạch này gấp đôi cho thêm lần nữa. Đâm ra là buộc lòng phải mua cái gạch này nó hơi láng chút xíu. Chị thấy làm thêm một cái vàng mà để ở dưới cho các bé chui vô nằm. Chị thấy tốn bao nhiêu sắt nè, thấy không? Đó. Từ nếu mà có một cái vàng này như lúc đầu mình tính á, có một cái sàn trên này không á là nó lợi được là 37 cây sắt. Thêm con vàng dưới này không là 37 cây sắt đó cả nhà mình. 80 viên gạch. Cái này là 3 triệu của chị Quách Ngọc Thắm đưa cho chị phụ lo cho các bé gì đó. Chị Quách Ngọc Thắm nói em sẽ gửi lại cho chị 3 triệu. Chị đếm em đi. Em mà hết tiền chẳng rồi có tiền lẻ luôn mà chị đếm giùm cho nào đó, rõ ràng. Chắc đủ rồi xin anh ơi. Dạ đủ không ạ? Đó là chị có cho phần của chị Quách Ngọc Thắm gửi cho chị ha, để phụ đóng tiền điện nước lo các bé gì đó. Chị nói em là gửi giùm cho chị 3 triệu. Vậy chị Phượng cũng thay mặt các bé ở đây và đại diện cảm ơn chị Quách Ngọc Thắm đã thương các con vốn cẳng á. Thì chị Phượng xin cảm ơn chị Thắm rất nhiều. Và cộng đồng mạng đã đưa siêu nhân tới á. Từ hồi có siêu nhân đến đây là phải nói là rất là ấm áp. Có mấy nhà có đầy đủ hết á, thật sự rất là mang ơn siêu nhân. Chẳng biết đến bây giờ trẻ thì chắc chắn là mấy các bé này trẻ ơn quá. Dạ rồi. Rồi mình xin cả nhà mình ít phút để mình cộng sổ mà cái tiền làm nhà chó bên trạm chị Phượng cho cả nhà mình nghe ha. Xin cả nhà mình ít phút nha. Đầu tiên hết là mình mua vuông 30 nè cả nhà ha. Cái này là số ly, số này là số lượng cây, mua 50 cây, 119.000 một cây. Thì bằng 5.950.000. Rồi một cuồng lưới, mua thêm một cuồng lưới nữa là bằng 1.780.000. Rồi cái tiền đưa trước đưa sau thì mình không nói nha cả nhà ha. Hai cái cộng lại là bằng 7.730.000. 7.730.000 nha cả nhà mình. 7.730.000. 7.730.000 cộng là một tờ hết cả nhà ha. Một tờ. Rồi kế nữa thì mình mua thêm 25 cây nữa. Nhưng mà cái ngày này á, cái ngày mua không biết ngày mua là ngày mua ngày này là ngày đầu tiên là cả nhà mình. Ngày mua ngày đầu tiên đó là ngày 9 tháng 5 với giá là 119.000. 9 tháng 5 ha, với giá 119.000. Ủa. Đây, cái ngày đầu tiên là ngày 9 tháng 5 là với giá 119.000 một cây. Rồi qua ngày hôm nay là ngày 16 tháng 5 thì mua với giá là 129.000 một cây. Cũng một số ly cũng bằng nhau cả nhà mình, mà lên 10.000 trên một cây sắt. Thì mình mua 25 cây bằng 3 triệu 200
anh viết chữ thiệt, 3.225.000 cộng với lại 3m V3 để mình làm cửa, sửa cửa đó, bằng 70.000 là tổng cộng hai cái cộng lại là 3.295.000 3.295.000 rồi cộng tiếp. Rồi kế nữa thì mình mua tiếp cũng là một chỗ luôn nha cả nhà ha, mà không biết sao viết cho mình cái tờ hóa đơn này mà không có ngày tháng vô, viết tờ hóa đơn này luôn mà không có ngày tháng vô, cũng với cái chạy chó thôi, mà mua thêm là 12 cây 129.000 bằng là 1.548.000. Có ngày đây là ngày 17 tháng 5, nhưng mà tờ hóa đơn bán lẻ khác thôi. Rồi mua thêm như vậy là bằng là 1.548.000 nữa cả nhà ha, cộng 1.548.000 cộng tiếp. Kế tiếp nữa thì mình mua tờ này là tờ mua Citycon, mua Citycon là 54.000 một chai. Cái này là ký hiệu của Citycon cả nhà mình, A3 54.000 một chai cộng với lại cây súng bắn con bắn Citycon là bằng là 560.000 cộng vô cho 560.000 tiếp. Cái tờ này là tờ mình mua gạch thôi cả nhà ha, gạch lót cho các bé nằm á, gạch 60. Thì đầu tiên mình cả nhà mình thấy nè, mình cũng ra kho gạch mình mua luôn rồi cho nó rẻ đó, nó tùm lum màu cũng được mà rẻ mà không có đủ. Cái này là số mét cả nhà ha, cái này là bằng 21 mét, 120.000 một mét thì bằng nữa là 2.592.000. Rồi xuống dưới đây là mình mua là gạch, mình nói như là đầu tiên mà gom không đủ đó là 60 luôn nè, là 64 viên bằng là 23 mét, là chỉ có 70.000 một mét thôi, là bằng 1.600.000 bằng 1.612.000 thì tổng cái tờ hóa đơn mà tiền gạch đó là bằng 4.204.000 thôi cả nhà ha, 4.204.000 cộng vô 4.204.000 rồi cái tờ này là tờ hóa đơn mua ton cả nhà mình ha, ton lợp á. Thì mà cái số cả nhà mình thấy đó nó rất là nhiều, là vì mình đo từng tấm á, mình mua để về cho mình xài tấm nào ra tấm đó luôn, không có cắt bỏ uổng á, đâm ra là cái số nó rất là nhiều. Nhưng mà cái đơn giá thì nằm đây cả nhà ha, cái đơn giá to thì nằm đây. Rồi cái này là số lượng tấm, tổng số tiền đó là 6.886.000 6.886.000. Tiền vật tư không á là 24.223.000 cộng vô thêm 11.000 tiền thợ, cộng thêm 11.000 tiền thợ. Bằng 35.223.000 là về cái nhà chó, cái nhà mình. Tổng sửa cái nhà chó lại cho trong trạm chị Phượng á, là bằng 35.223.000 cộng vô thêm với cái nhà mèo vừa rồi á, mình đã làm trong trạm chị Phượng luôn á, cộng vô cái nhà mèo 16.512.000 bằng 51.735.000 rồi cộng thêm 2.000.000 ở trạm chị Giang Hà nữa, cả nhà mình nhớ ha, vừa rồi là có sửa cái trạm mà tên chị Hà Giang đó, Hà Giang hay Giang Hà gì đó mình không nhớ rõ, mà 2.000.000 hết cả nhà mình ha, 2.000.000 là bằng 53.735.000 cộng vô thêm 3.200.000 tiền kệ chén cho các bé mèo nằm nữa cả nhà mình ha. Mình mua 20 cái kệ chén cho các bé nằm,
mình mua 20 cái kệ chén cho các bé nằm thì bằng 3.200.000 cộng vô 3.200.000 nữa bằng 56.935.000 thì mình nói cả nhà mình vậy ha. Tổng số tiền mà chi ra cho trạm chị Phượng, nhà chó và nhà mèo, và 2 triệu tiền sửa trạm của chị Hà Giang, 2 triệu là bằng tổng cộng hết là bằng 56.935.000. 56.935.000 này là của chị Phùng Thị Thu Cúc nha cả nhà mình ha. Của chị Phùng Thị Thu Cúc tài trợ 100%, 56.935.000 cộng thêm với lại 750 kg gạo vừa rồi mình không tính nữa, tại vì cái đó là chị Phùng Thị Thu Cúc đã đưa tiền mình rồi thì cái đó mình không có nói vô. Đó là tất cả là của chị Phùng Thị Thu Cúc, mình nói cả nhà mình ha. 56.935.000 là vừa sửa nhà chó, nhà mèo ở trạm chị Phượng và 2 triệu đồng trên trạm bạn Hà Giang. Nếu mà nói đúng luôn á thì là 750 kg gạo của trạm chị Phượng nữa mới là đúng, thì con số tiền này là con số tiền của cái số tiền này là số tiền 100% chị Phùng Thị Thu Cúc tài trợ nha cả nhà mình ha. Mình thay mặt các trạm các bé cảm ơn chị Phùng Thị Thu Cúc rất là nhiều. Em xin chúc chị được nhiều sức khỏe nữa chị ha, làm ăn phát tài phát đạt, có tiền lo cho các bé tiếp. Rồi mình xin chào cả nhà. Hôm nay thì nói chung là cái phần mà sửa nhà chó bên trong nói chung là hoàn tất hết cả nhà mình ha. Còn để lại là giống như là những cái kệ, cái giường nhỏ nhỏ bằng nhựa nằm ở dưới, tầng dưới cho các bé nằm nữa thôi. Còn bao nhiêu nữa là phần còn lại là đã được xong hết cả nhà mình ha. Vệ sinh sạch sẽ hết. Bây giờ mình xin quay qua hết chắp một vòng cho cả nhà mình xem ha. Bây giờ là mình trước hết là mình quay cái nền trước ha, cái nền trước, cái nền ở dưới đất xong rồi lên tới trên, tới nóc luôn, trong ngoài hết cho cả nhà mình xem ha. Đây là phần nền đã được dọn vệ sinh sạch sẽ nhưng mà không có cán lại cái nhà mình ha. Rồi nói chung là phần nền để nguyên, tại vì mà nước có ngập ha, có dọn rửa ha, có cái gì đi chăng nữa thì các bé sẽ lên trên kệ nằm hết. Kệ rất là rộng, bây giờ là mới vừa rửa thôi, đâm ra nó chưa có khô nước thì các bé còn trơn. Rồi để mình quay cho cả nhà mình xem nha. Đây là phần kệ ha, chạy dắt dòng hết. Đó cả nhà mình ha. Đây là mà mặt trước nè, mặt trước các bé nhìn vô ngôi nhà, căn nhà nè. Đó, đây là mặt trước ha, dắt dòng lên tới cái phần kệ nha. Xong tới lên tới phần cửa, tới phần nóc cho cả nhà mình xem chi tiết rõ chút ha. Hôm nay là hoàn thành hết nha cả nhà mình. Đó, đây là phần kệ. Khúc trong này là gạch bắt đầu là khác màu rồi cả nhà ha. Khúc này là gạch khác màu nè, gạch này là có 70.000 mét thôi. Nhưng mà muốn mua hết luôn có không đủ luôn nữa, buộc lòng phải mua thêm cái gạch chính phẩm. Thì gạch chính phẩm nó lên tới 100 mấy. Cả nhà mình thấy không? Từ cái mí này nè, vô tới vách đó là tới 1.2 lần á, các bé nằm thoải mái luôn. Đó, giờ leo lên chưa mới chùi rửa, chưa khai trương là đã leo lên nằm rồi. Rồi giáp một vòng phần kệ ha cả nhà mình ha, giáp vòng ha, bắt đầu tới phần ở trên là phần cửa ha cả nhà mình ha. Thì chỉ có ngay chỗ này là mưa nó tạt nè, bây giờ mình cho lấy tôn bít đây luôn, cho lấy tôn bít lên, bít lại cái cánh gà luôn là mưa hết tạt. Ở dưới này thì có một cái cửa cánh nhỏ, cái này là tất cả ý của chị Phùng Thị Thu Cúc nha cả nhà mình ha. Đây có cánh cửa nhỏ mở ra đây, đây đang một con kẽm giữ lại cho bé vệ sinh đó. Đóng cánh cửa nhỏ lại, lên trên là sẽ có cánh cửa lùa. Đó, nó hình thức kệ các bạn ha. Những cái vách này là hiện bây giờ cái vách này là hai lớp cửa. Coi như là mình đang khép chồng lại cái nhà ha, là hai lớp. Thì cái này có thể là mình lùa qua bên trống bên đây được luôn. Có đó, cái cửa này ha, mình lùa qua bên đây được. Khép bên đây mở bên kia hay là làm mỗi một bên phân nửa đều được hết. Đó, cái này cũng vậy luôn cả nhà ha. Đó, hiện bây giờ là hai cánh nè cả nhà, nhìn kỹ là thấy có hai cánh nè. Đó, lùi về một bên hoặc là cả nhà mình muốn cho nằm ngay giữa chia ánh sáng qua hai bên vẫn được. Bên đây vẫn vậy, cũng vậy luôn.
bên đây cũng vậy luôn. Đó nè, bên đây là hiện giờ đang chưa ánh sáng nè cả nhà mình ha. Nè, một nửa bên đây, nửa bên kia nè, mà khép vô chưa có ngay á. Nếu mà khép ngay lại thì nó sẽ rộng hơn, để mình ráng mình chồm vô mình khép một chút xíu cho cả nhà mình xem. Nhẹ lắm cả nhà mình ha, có ngón tay mình thọt thôi mà nó đã đi rồi đó. Đó. Đó, giờ khép ngay lại là mỗi bên hơn nữa. À, đó, em thấy chưa? Rồi lên tới phần trên chút xíu nữa là lỗ gió. Lỗ gió mà ở bên ngoài lỗ gió là có cái kết, có nghĩa là cái máy che nhỏ cả nhà ha, chạy giáp vòng hết, đâm ra là mưa không có tạt được. Đó, giáp vòng đều như nhau. Đó, cả nhà thấy không? Giáp vòng đều như nhau. Chỗ này nó không được thẩm mỹ một chút xíu là cả nhà mình thông cảm, nó dướng cái nhà là nó không được thẩm mỹ tí xíu. Đó, cái hở giáp vòng như nhau cả nhà mình ha. Rồi à, cái phần máy này bữa hổm là không có, bữa nay cũng được mình che chắn rồi luôn, là mưa hết tạt luôn. Nói chung là bây giờ là cái máy ấm này của các bé là không còn sợ mưa sợ gió nữa, muốn đóng hết giáp vòng là vẫn được, mà muốn mở ra vẫn được, các bé ra chơi vẫn được, và kệ các bé nằm á, giống như cái này mình cho là cái giường đi, giường cho các bé nằm là bao la luôn, giống như sân khấu vậy ha cái nhà mình ha. Chạy bắt đầu chạy từ đầu này nè, chạy dài, chạy dắt vòng luôn, giống như sân khấu chơi à. Bây giờ chỉ còn phần còn lại là chăm sóc các bé và giữ vệ sinh sạch sẽ thôi. Hy vọng rằng chị Phượng và chị Hậu nhìn thấy cái sự quyết tâm của chị Cúc làm cho trạm quá đẹp, thì là chị Hậu và chị Phượng giữ vệ sinh sạch sẽ giùm cho chị Cúc, chị rất là vui. Đó, chị Cúc đã bỏ ra một số tiền rất là lớn mà để sửa lại trạm cho các bé, thì mình nói với cả nhà mình ha, phải có chị Cúc phải có một cái tình thương phải như là rất đặc biệt chị Cúc mới làm được điều này. Thì phần còn lại của trạm là phải giữ vệ sinh sạch sẽ giùm cho chị Cúc, là chị Cúc mừng rồi. Cả nhà mình thấy ha, rất là vui, rất là mừng khi mà chị Phùng Thị Cúc bỏ ra một số tiền rất là lớn như vậy. Rồi không đâu cả nhà mình ha, mình xin bật mí thêm chút xíu cho cả nhà mình xem nữa. Sau khi đăng cái clip này lên, có nghĩa là mình hoàn thành ở trạm chị Phượng, rồi mình sẽ đi ra Đồng Nai là trạm chị Khánh Ngọc, và cũng là toàn bộ là chương trình là của chị Phùng Thị Cúc hỗ trợ nữa cả nhà mình ha. Nếu mà cả nhà mình muốn chung tay phụ góp sức phụ với chị Phùng Thị Cúc, thì cả nhà mình cứ liên lạc lại với chủ trạm ở chị Khánh Ngọc với cả nhà mình ha. Tại vì mình không còn nhận tiền quỹ nữa, mà thật lòng mà nói với cả nhà mình, mình thấy một chị để một mình chị Phùng Thị Cúc lo cho các bé, thì mình thật sự ra mình cũng không biết cái tả làm sao, nói làm sao nữa cả nhà. Như là số tiền nó nhiều quá cũng thương chị vậy đó. Thì cả nhà mình mà muốn chung tay góp sức với chị thì có thể liên lạc với chị Phùng Thị Cúc hay hoặc là trạm chị Khánh Ngọc các nhà ha. Rồi sau đó là mình sẽ tiếp nhận, rồi mình sẽ sửa trạm ngoài đó. Rồi không phải là trạm ngoài đó không đâu cả nhà mình, chị Phùng Thị Cúc bàn với mình rất là nhiều hướng nữa, còn nhiều hướng nữa mà mình xin chưa nói ra cả nhà mình ha, chưa bật mí cả nhà mình. Bây giờ mình sẽ ra mình quay cái nhà mèo sơ cho cả nhà mình xem ha. Rồi thì theo lời yêu cầu của chị Phùng Thị Cúc là chị muốn là tất cả các bé ở đây nói chung là đều được chưa vô trong nhà đó chơi, còn ở cái nhà, cái phòng khách này, cái nhà khách này là được để trống trải, có sự có thể là để bàn ghế ngồi tiếp khách, hay là cho chị Hậu hay là chị Phượng gì nghỉ ngơi thêm. Còn cái phần có giải bên đây là để mấy cái chuồng vô, là những bé nào bị bệnh chăm sóc hay là bị được đem về cách ly hay như thế nào đó thì để vô trong những cái chuồng này. Còn xong hết rồi, các bé này sẽ được đưa ra ngoài trạm ngoài hết rồi, thì ở chỗ này rất là trống, rất là rộng. Đó là ý của chị Phùng Thị Cúc ha, để vô đây 3-4 cái chuồng này, rồi thêm nữa hai cái nữa thì trong đây để 5 cái chuồng, và còn để trống một bên để cho chị Cúc hoặc là chị Phượng nghỉ ngơi nữa. Cái đống phế liệu này coi bán về chai hết đi chị Phượng ơi, cái nào không xài bán về chai hết cho nó gọn. Tụi nó tràn ra. Em đã sửa một cái chốt cửa đây, làm cái cửa đây luôn. Nhưng mà sợ tụi nó tràn ra đây hết chị ha. Đó, có rồi hết chị ha.
không gài lại để tụi nó tràn ra. Chị Cúc, cả nhà mình biết sao không, chị muốn là sửa có cái cửa nhỏ này, phụ nữ không tiện bước qua thì mở cánh cửa này, hoặc là khi mình khiêng cái đồ nặng vô, bưng bê vô là mở cánh cửa này, rất là hay. Đóng lại thôi, tụi nó trào ra. Rồi ở đây thì cũng được sắp xếp giống như là ở hẻm, cũng có một cái kệ cho các bé và có chỗ nằm trên đó. 10 cái kệ chén của cái nhà mình đã được lắp ráp vô xong hết, các bé chui vô nằm. Chui vô nằm dễ thương không? Cái này thấy vậy chứ căn nhà mình xài bền lắm á. Cái này xài rất là bền. Đó là cái nhà mèo. Thì còn về cái phần trên đây. Phần về trên đây thì thí dụ như mà giờ có tạc á thì chị Phượng sẽ mua, mình sẽ nói chị Phượng là mua tấm bạc dăng từ cái sắt ngang này, không cần phải lên tới trên đâu cả nhà ha, lên tới từ 1 mét đổ lên nó để cho thoáng, dăng từ cái sắt ngang này đó, sắt ngang này nè, dăng xuống tới dưới là mình làm một cái cây cuốn nó vô á, nếu mà muốn thoáng hay hoặc là không mưa cuốn cuộn nó lại là các bé không bị tạt, không bị ướt luôn, tại vì cái kết nó đã ra tới ngoài kia rồi, mà mình làm được cái sắt ngang này là gió cỡ nào cũng không vô được. Mặt này cũng vậy luôn. Mặt này cũng vậy luôn, nhưng mà cái đó là trừ để thử coi gió mưa lớn coi có tạt không á, chứ còn bây giờ là chưa thấy gì. Rồi, sạch sẽ ha cả nhà mình. Thì cái nhà mèo này bữa hổm mình có nói cả nhà mình rồi ha. Tổng tiền mà sửa cái nhà mèo này á là 16.512.000, chưa có kệ chén. Bây giờ 10 cái kệ chén vô nằm dễ thương quá à. Đúc đẹp luôn, dư chỗ nằm luôn. Muốn tình tứ thì hai con vô rổ đó nè, thấy không, cái nhà mình hai con vô rổ nè đó. Hai đứa nào bắt cặp thì vô hai con vô rổ thôi, nó chui vô trong trốn nữa kìa, chui vô trong nữa kìa. Thì mình muốn để vậy cho bé chui vô cũng được, hoặc là mình để ngang đây cũng được, không mà để vậy mèo thường thì nó phải chui vô hơn cả nhà ơi. Mèo thì nó khóa trong kẹt hơn, chui vô trong nó sẽ thích hơn là nằm ở ngoài ấy. Ha, còn từ đó về sau ngăn nắp gọn gàng là phần của chị Phượng hết cả nhà mình. Chị Cúc đã hết lòng với trạm, hết lòng với các bé rồi, thì chị bỏ ra số tiền rất là lớn. Ở nhà mình thấy đó, số tiền này không phải nhỏ, nhưng mà còn cái phần mà còn lại là giao lại cho trạm này, chăm lo tụi nó rồi gọn gàng sạch sẽ hay không, có được cả nhà mình yêu mến hay không là cái chuyện đó là của trạm. Rồi số điện thoại chị bao nhiêu? Dạ 0908 153 827. 0908 dạ. 153 827 là số chị là trực tiếp chăm các bé. 0908 153 827 mà có bắt máy không, hay là lo chăm tụi nó tối ngày là bỏ máy không bắt máy cũng như không. Nhìn vô thì nó có sự dọn dẹp, thật sự mà nói cũng có sự dọn dẹp theo ý của chị Cúc thiệt, nhưng mà cũng thấy nó cũng chưa được gọn. Cái kệ gạo này vừa rồi cả nhà mình cũng có nói là nhiều khi để gạo nhiều quá sợ sập á, giờ lỡ có bé nào chơi ở dưới là rất là nguy hiểm, thì mình đã yêu cầu thợ là hàng cho mình hai cái cây giữa vô luôn. Ở cả nhà thấy ha, hai kệ đỡ hàng vô luôn thì là cái kệ này là không bao giờ sập được nữa rồi. Rồi bước tới đây thì có một cái cửa vô. Ngay chỗ này á thì mỗi lần là cái không có cái cửa bước vô, và chỉ bước qua không có được mở, mà chị Cúc đã yêu cầu làm cánh cửa mở thì đó thôi được rồi. Nó sẽ làm được cái cánh cửa mở cho chị, cho chị luôn, để nhiều khi bước qua không tới đó, rồi mở cánh cửa đi qua, hay hoặc là khiêng đồ nặng đó để có cánh cửa mà bước qua. Đó là cái thứ hai, đóng dọn dẹp. Rồi xoay qua mặt bên đây thì cái sự sắp xếp của trạm này cũng chưa được gọn lắm, giống như mà mấy cái chuồng này là chị Cúc nói là cái dãy bên đây là đừng có để gì hết nè, mấy cái bên đây là đừng có để đồ, để vô cho nhìn vô cho thoáng cái trạm. Yeah, lên cái phần trên ha, giờ phải quay phần trên cái nhà xem được che chắn rồi kính hết ha, ở phần trên rồi tới dưới phần mái dưới. Bây giờ em lùa hai dàn cửa này cho cả nhà xem đi. Rồi.
rồi kéo kéo một kia kéo lại kéo, đóng lại này đó. Kéo hai cánh lại này cho tao thấy. Cánh kia luôn, cánh kia luôn, cánh kia luôn. Đó có nghĩa là như thế nào cũng được các nhà ha. Rồi. Đó thì giờ thở đầu kia. Đó. Nói chung là cả nhà mình muốn gài kéo kiểu nào cũng được, hai đó, một mặt. Rồi, chia hai bên. Rồi đó là chia đều hai bên. Rồi xong. Qua tới mặt này. Ở trên thì cả nhà mình thấy rồi ha, có được cái lỗ đó rất là lớn. Đó, lùa lại hết đằng góc đằng đó thì các bé ở đây nhìn vẫn thấy đây, đó. Còn đằng kia đóng lại cho cả nhà xem cái nữa cũng được luôn. Đó cả nhà ha, rồi chia đều ra bên đây nữa, được luôn. Nói chung là cả nhà mình cửa lùa hai mặt á, nói về cả nhà mình hiểu. Lùa kiểu nào cũng được hết. Còn cái vàng chuồng này là cái vàng chuồng đấy đây là chắc để hỏi lại coi như thế nào, cái là chị chắc không muốn dẹp cái đường này vô đi vô để cho nhìn cho nó thoáng sạch sẽ. Để đây để cái vàng chuồng đây thì nhìn không được hay. Phần này thì cũng được gia cố lại luôn, gia cố bích lại không cho mưa tạt vô. Đó. Đây vẫn có cánh cửa ha chị ha. Đó cho cả nhà mình ha. Ở dưới này vẫn có một cánh cửa mở. Và ở đây vẫn có một cái cánh cửa lùa. Bích lại. Đó ha, đây là có chốt gài lại. Còn nếu mà cả nhà mình khiêng đồ qua mà không được thì có thể mở cánh cửa dưới ra hoặc là bước qua. Giống như chị Cúc, chị rất là muốn có cánh cửa này chứ đừng có làm chết. Thì đây là vẫn có được cánh cửa luôn. Rồi xong rồi tới lùa giùm cái mặt kia luôn ơi tiền. Đó cả nhà thấy không? Đó. Rồi kính lại cả nhà ha. Nói chung là làm như thế nào cũng được hết, coi là kính bích. Rồi mở ra cũng được luôn. Mặt này thì trống cho nhà mình ha, mặt này thì không có cửa, mặt này không có cửa đâu. Còn nói về kệ rồi, còn nói về kệ cho các bé nằm thì đầu tiên là mình chỉ là tính một cái kệ trên này thôi cả nhà ha, tính một cái kệ trên chạy dắp vòng rồi thôi. Kệ trên này vẫn có nhưng mà chạy dắp vòng sau đó rồi mới thấy cao và muốn phát sinh thêm thì làm thêm một cái kệ dưới này. Nhưng mà đầu tiên đó là làm bước thứ hai là tính là 60 thôi, cuối cùng là thấy bỏ trống ở trong uổng nữa rồi cứ thêm ở trong luôn, thành đâm ra là cái phần dưới này là tới 1m2 viên gạch. Các bé chạy, mình nói cả nhà ha, các bé chạy từ đầu này qua bên đầu này giống như cái sân khấu rồi đó, đó nhảy lên nhảy xuống chạy từ đây qua anh kia vui lắm, nhìn giống như là một cái sân khấu. Còn cái chị hai cái giường này nè chị Cúc muốn chị là để ở dưới cái đít kệ này nè, để chị để góc nào cho mấy bé nào mà nhỏ quá lên không được hay hoặc là các bé bị thương giò hay gì đó lên kệ không được thì vẫn có đồ để cho các bé nằm. Dạ đút cái dưới đó vậy, chị đút cái hướng nào mà chị xịt nước đỡ vướng á, đút hướng nào cũng được thì chị thôi cho nó đỡ xịt nước đỡ vướng á là được. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại một vòng cho cả nhà mình xem ha. Các bé vô đây hầu như là được 80% rồi.
còn 20% hoặc là không tới gì đó, thì những cái bé đó là hơi khó tánh, bắt không chịu vô và cũng không có ẩm được, đâm ra còn đang phải lừa thế đưa cho mấy em vô. Còn hiện bây giờ trong đây là đã vô được 80% rồi, có hơn rồi đó cả nhà mình thấy á. Xây giáp cho cả nhà mình xem ha, rất là rộng, rất là thoải mái luôn, chỗ chơi đùa rất là nhiều. Nằm cái thứ tự nè, dây quay giáp vòng cho nhà mình xem. Chia địa bàn lãnh thổ xí chỗ hết, đủ thứ trò cả nhà mình. Gây lộn rồi đó, thấy không, gây lộn dành bạn đời, xong rồi dành lãnh thổ. À, sau đây là phần còn lại là của chị Phượng và chị Hậu chăm lo cho các bé cả nhà mình ha. Vui không cả nhà mình? Rất là nhiều luôn, đâm ra thật sự với cả nhà mình rất là ấm lòng. Mình chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm đã yêu thương mình và gửi lời chúc sức khỏe, hỏi thăm sức khỏe mà và lời động viên đến tinh thần của mình. Đủ thứ hết đó. Nói chung là cái gì cả nhà mình ấy cũng là dành trọn cho mình. Mình cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm. Chắc khoảng trăm mấy bé rồi. Rồi vậy mình cũng xin khép clip lại cả nhà ha. Cuối clip thì xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều. Các bé được nói chung là im ấm rồi ở nhà mình. Bây giờ dù có nắng có mưa cỡ nào cũng không sợ, có mưa có gió cỡ nào các bé cũng không sợ nữa cả nhà mình. Mưa gió ngập cái gì, kể cả ngập cái đường đi này các bé cũng không sợ luôn. Ngập cái đường đây thì các bé lên kệ, các bé nằm dư sức chỗ nằm luôn, dư luôn chỗ nằm luôn. Các nhà mình thấy ha, nằm hết 50% trên 50% trên kệ rồi mà vẫn còn trống mênh mông bự. Mà cả nhà mình tính ra ở dưới 1m8, ở trên 60 nữa, chạy như nếu mà băng ra thành 1m8 bề ngang, chạy dài 32m. Cả nhà mình tính lớn lắm chứ đâu có nhỏ đâu, trên 50% trên kệ rồi đó. Ở dưới này còn đâu bao nhiêu bé đâu cả nhà thấy không, mà ở trên vẫn còn rộng. Cả nhà mình coi là vô hết luôn mà còn ngoài cái mấy bé thôi, cái mấy bé là đang còn ngoài có mấy bé còn vô trong hết rồi, còn ngoài chừng cỡ 10 bé à, cả nhà thấy không, trống lỏng hết rồi, vô hết rồi. Giờ bắt đầu là sắp xếp giường bọng rồi lại hết. Thì cái phần này là mình cũng có góp ý với lại chị Phượng với lại chị Hậu rồi hết cả nhà ha. Thì để cho chị Hậu chị Phượng làm. Thì các bé vô trong hết trong đây là cả nhà, cái này là rất là dễ là khống chế các bé. Muốn cho các bé ra chơi cũng được. Mai chịu quen rồi mở cửa cho các bé ra, cho bé vô. Cái nào cái cũng qua được cái quen. Ở đây tôi chăm sóc các bé lắm, thấy sư nhân tới là có chị, có chị Cúc á, làm cho được cái nhà mèo với nhà chó, và thực sự ra là rất là mang ơn, thật rất là quý tấm lòng của chị Cúc rất nhiều luôn. Với
siêu nhân nó bỏ công bỏ lao mà đem đến trại để bán sát công trình đó, cho nên mang lại cho mấy bé một máy ấm và được miếng ăn nữa, phụ họa với trại thật sự ra là rất là quý và rất là cảm ơn. Và mình đây cũng cảm ơn cộng đồng và mọi người là chung tay giúp đỡ cho bên các bé, thật sự ra là rất là quý ở tấm lòng. Mà thật sự ra là vừa rồi nghe siêu nhân từ chối nhận lấy thì lòng mình cũng buồn lắm, tại vì có siêu nhân thì mới bé mới có hạt gạo ăn đó thêm á, chứ thật sự ra là mình rất là quý á. Không có em thì có người khác, mà có em có hạt gạo. Không có em đâu có hạt gạo đâu, thì hạt gạo cũng là quý hóa lắm, thì mấy bé mới có ngày hôm nay đó. Chứ thực sự ra tới đầu tiên siêu nhân tới thì là cũng trống trơn à. Có siêu nhân tới là có hạt gạo ăn nè, rồi mấy bé hôm nay có chị Cúc á đã cho một cái nhà mèo, thật sự ra là mình rất quý nhà mèo là vì nhà mèo dột quá. Rồi hôm nay là có thêm nhà chó nữa, là đêm tối là chị Hậu không phải lo nữa, là vì cứ tối nào cũng phải chạy đồ ra cho mấy bé nằm đó, nên là giờ thực sự ra là hôm nay là rất là mừng luôn, rất là mừng và cảm ơn mọi người và cộng đồng với chị Huỳnh cùng chị Thu Cúc á. Cảm ơn chị rất cao cả tấm lòng chị đã cho tất cả các bé, rồi vừa rồi chị cũng cho cả gạo bên mình nữa. Thật sự ra là rất là cảm ơn, rất là quý hóa. Và chị cầu nguyện về trên ban cho chị Cúc, trời ban của chị gieo, chị gieo hạt nào thì chị sẽ hưởng hạt đó đó, chị gieo cho mấy bé ấm no thì mấy bé cũng hưởng lại cho chị. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi. Thì chị Phượng đã gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình rồi ha. Gửi lời cảm ơn đến chị Cúc, cả nhà mình. Thì cả nhà mình nhìn lại thì thấy các bé này, cả nhà mình cũng ấm lòng ha. Mình cũng hy vọng là cả nhà mình cũng thích và vừa ý cái chương trình của chị Cúc đưa ra và cái sự sắp xếp của trạm của chị Cúc. Các bé đã lên kệ rồi nằm hết. Nó cả nhà mình thấy ha, rộng, rất là rộng, thoáng mát. Nói chung là mưa gió của họ đương nhiên nó không thoáng bằng cái cũ thiệt, nhưng mà nó vẫn là cửa rất là nhiều, nhưng mà mưa gió cỡ nào các bé cũng không sợ. Nó lên trên sạp nằm hết là hầu như. Để mình chen cái máy vô cho cả nhà mình xem xíu này ha, còn ở dưới, còn đứng ở dưới này đòi ra thì khoảng chừng cỡ 20 bé thôi, khoảng 20 bé thôi, còn nhiều là lên kệ hết rồi. Nó nằm xí chỗ, xí diện tích, xí chỗ hết rồi, dành lãnh thổ rồi, xong hết rồi, cả nhà thấy không? Còn rất là rộng. Và nữa là đánh cho 2 cái quạt, 4 cái quạt nữa là khoảng 1 mát. Cửa thì rất là nhiều hả cả nhà ha, rất là thoáng chứ không có bị ngợp nữa đâu. Rồi vậy mình cũng xin khép clip lại cả nhà ơi. Cuối clip xin chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha.